Bố. Cháu biết lỗi của mình rồi ông ạ. Nói là phải giữ lời đấy nhá. Mày đã làm tổn thương bao cô gái, nhưng lần này là người đã từng một lần bị đổ vỡ. Tạo nghiệp đấy con ạ. Cụ Mã với bác Trọng là đồng ý cho anh Đông theo đuổi chị rồi. Anh Đông nhà mày theo đuổi là chị nhất định phải đồng ý à? Em hãy đồng ý cho anh bước vào thế giới của em nhé. Đây là em trong mắt anh. Đẹp quá, em thích. Đẹp lắm à? Đẹp thì phải nói to lên chứ, khen lý tí à. Tại sinh viên ấy, anh ấp ủ khởi nghiệp vài thứ. Thế là anh vô tình anh quen được mấy chú làm tò he. Vậy là học lớn được chút chút. Khởi nghiệp á? Ừ. Excuse me, would you like some boots or postcard or blah blah blah? Thời gian đầu khởi nghiệp nhá, anh lo được chi phí cho bản thân mình hàng tháng này, anh dư được chút ít để anh gửi về quê, gửi cho mẹ, nhưng mà mẹ không chịu xài. Mẹ đem đi gửi tiết kiệm, bảo là sau số tiền này mẹ sẽ trả lại cho con trai, để con trai đi cưới vợ. Ở bên kia, cách đây hơn chục năm, có một quán ăn mang đi, cũng khá nổi tiếng đấy. Có phải là quán đồ ăn Mễ không? Đúng rồi. Em rất là thích quán đấy. Hầu như ngày nào em cũng ăn. Đồ ăn rất ngon. Nhưng mà sau này càng ngày càng dở. Xong rồi hình như quán cũng đóng cửa. Ừ. 3 tháng đầu kinh doanh suôn sẻ lắm. Nhưng mà sau đó, người cộng sự của anh, họ rút vốn. Thế là một mình anh không thể cán đáng được nữa. Vậy là anh đành phải chuyển nhượng cho người khác. Chủ mới á thì họ không am hiểu, cho nên làm được một thời gian ngắn thôi, cũng dẹp tiệm. Hồi đấy anh mới là sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai. Em mới chỉ là cô gia sư thôi, mà anh đã là ông chủ rồi. Ông chủ cái gì chứ, chỉ là tập tành làm ăn thôi. Bởi vì mình không có ô, để tránh bị ướt á thì mình phải cố gắng chạy thật nhanh. Chạy thật là nhanh. Nhưng mà đôi khi mình chạy nhanh quá, mình sẽ tự vấp chân rồi tự ngã, cũng đau đớn lắm đó. Sao đấy? Thương anh à? Không sao đâu, vấp ngã thì lại đứng lên thôi. Đúng. Chả sao cả. Sau đó anh lại tiếp tục hy vọng là sẽ start up một công việc khác. Anh lại khởi nghiệp, gom toàn bộ số vốn để mở một nhà hàng. Anh tin chắc là trong vài tháng thôi, chắc chắn anh sẽ thành công. Trong tính toán anh là vậy. Đến cái ngày mà nhà hàng anh khai trương á thì bùng dịch Covid. Thế là mỗi tháng anh phải trả tiền mặt bằng này, trả tiền lương cho nhân viên. Anh đã cố gắng gồng suốt mấy tháng, cuối cùng là toan, không còn đồng vốn, thế là lại phá sản. Start up lần hai lại tiếp tục thất bại. Sau đó ngồi nhìn ý tưởng của mình để những người khác họ làm, và họ rất thành công. Em hiểu cảm giác đấy. Anh có thấy cuộc đời bất công không? Có. Lúc anh còn trẻ trâu ấy, anh tự suy nghĩ như vậy. Anh ước gì phải chia gia đình của anh đừng có khó khăn quá. Phải chi mình được sinh ra cho một gia đình có điều kiện, thì lúc đó anh sẽ thỏa sức để làm những thứ anh đam mê. Và anh sẽ có thể chăm sóc những người anh yêu thương một cách tốt nhất. Nhưng mà bây giờ anh không còn suy nghĩ đó nữa.
anh không còn ước mơ là mình sẽ có một mái che thật vững chắc để bảo vệ anh. Mà hiện tại anh đang cố gắng phấn đấu để trở thành một mái che vững chãi, che chở cho những người anh thương. Anh về cẩn thận nhé. Ông ơi, cháu mời ông vào nhà uống nước. Cháu có chuyện muốn thưa ạ. À. Sao? Có việc gì? Dạ. Cháu mời ông uống nước ạ. À. Sao? Ông ơi, cái nhà mà mình cho bên gara ô tô họ thuê ấy, bao giờ thì hết hợp đồng hả ông? Ờ, hết năm nay. Họ xin ký tiếp, nhưng mà ông còn nghĩ. Ừ. Bao giờ hết hợp đồng, ông không cho họ thuê nữa nhá. Vừa phức tạp, lại toàn mùi dầu mỡ, làm ảnh hưởng đến hàng xóm không ạ? Cháu tính mở một câu lạc bộ năng khiếu cho bọn trẻ con ở đấy. Ông thấy sao ạ? Hả? À, cái này ở trên thành phố người ta mở nhiều rồi. Có chỗ cho trẻ con học hát, học võ, học vẽ. Vị trí nhà mình ở đấy vô cùng thuận tiện. Trước mặt là trường mầm non, trường tiểu học. Cháu mà mở ở đấy, xu học viên đi không hết đâu không ạ? Anh Nhớ ơi! Dạ. Cơm nước gì bỏ đấy, lên tôi nhờ đây. Đây, vào nghe chuyện lớn đây này. Con làm gì mà sáng ra đã để ông phải lớn tiếng thế? Con có làm gì đâu ạ. À? Con đang nói chuyện nghiêm túc với ông đấy chứ. Ừ, chứ gì đã mắng. Anh ngồi xuống. Vâng. Đấy. Nghe anh bé anh trình bày về cái dự án mới của anh ấy. Mở lớp khiêu vũ rồi đàn hát cho trẻ con. Cháu nói đi. Mình vào việc luôn ạ. Ừ. Thế cháu họp gia đình luôn ông nhá. Ấy, khoan khoan. Gọi cái Yến cho nó nghe một thể. À, dạ vâng ạ. Bước đầu, mình sẽ tự tuyển học viên. Đợi sau khi ổn định và có danh tiếng một chút, mình sẽ liên kết với các trường tiểu học và mầm non trong xã để mở một lớp dạy nhảy khiêu vũ, coi như là học ngoại khóa trong trường luôn. Mày thấy thế nào? Thằng Tín con ông Cửu là hiệu trưởng trường tiểu học, còn cô hiệu trưởng trường mẫu giáo hình như có họ với vợ thằng Phi con ông Cười ạ.